Anh Huy, Huy ơi, chị hỏi một câu được không? Rồi đó. Rồi xuống đi. Thôi em tới. Em. Thôi, em tới. À mày coi này, tới đây, tới đây. Xuống đây em tới. À, hồi nãy á, cái phần chuyện của em là bài Đen Đá Không Đường, anh có thích không ạ? Đen Đá Không Đường anh rất thích. Còn em thì thích anh Phi em đó. Em thích ăn vịt quay không? Về đội mới vô. Dạ em vịt quay, gà quay gì cũng thích hết. Vậy bạn có thích Miu không? Tèn 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 tèn. Hát sao hay dữ vậy ta? Hai đứa đẹp đẽ long lanh. Trời ơi, đám cưới đi. Em vẫn còn ý anh ạ. Ủa kỳ vậy? Em có muốn làm giới thiệu em ai không? Chị Lê Giang hả? Chị Lê Giang. Anh có bà chị còn ở không? Em thích ăn vịt quay không? Về đội mới vô. Dạ em vịt quay, gà quay gì cũng thích hết. Vậy bạn có thích Miu không? Hỏi thẳng vậy luôn đó hả? Miu rất xinh đẹp anh ạ. Nhìn là thích ngay liền. Thích ngay liền. Em ơi, em Facebook là gì? Nói cho Miu biết luôn. Facebook của Duy là Duy Pin ạ. Duy Pin hả? Trời ơi, bà S liền kìa. Em chuẩn bị hết rồi. Pin là pin con ó hay là pin gì? Miu đã S điện thoại, S Facebook của anh bạn này rồi. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn anh Đại Nghĩa và cảm ơn tất cả mọi người ạ. Chào em. Thì cô ấy sao rồi? Gặp cô nào anh? Hương Giang đó. Em nghĩ sao bị Hương Giang? Mùa trước đó à, mùa trước thích ra mặt luôn nghe. Em không biết anh xì đỉnh kêu khoái khoái sao giờ chạy em luôn rồi. Có không? Thì chạy luôn rồi. Em đâu biết đâu. Hay do mấy người làm gì với người ta rồi người ta đi. Thôi cái chuyện là cho em chọn đi Trâm. Em thấy cái gì? Em thấy cái gì? Cái ánh mắt của cái bạn màu nâu với cái bạn màu đen. Vậy thì mình hãy chặn đứng cái ánh mắt đó là liền cho anh Trâm. Thật sự thì em với lại Chung từng là bạn thân. Tại xưa là em là học chung cấp 2 với là Chung. À ngày xưa học chung cấp 2 ăn nằm ở về nha. Ăn nằm ở vậy hoài, ăn dầm nằm về. Ăn gì? Người ta là ăn dầm nằm về. Mày thì mày đi nói là ăn nằm dầm về. Tại vì mẹ Chung rất là thương em. Em qua nhà Chung chơi hoài. Dạ mẹ Chung. Mẹ Chung rất là thương em. Mẹ Chung rất là thương em. Trời ơi. Đã từ lâu. Phụ huynh mà nó đồng ý. Đã từ lâu. Tới luôn. Trời ơi, cha mẹ đồng ý con gì bằng. Chị tạo cơ hội cho hai em được tác hợp. Chị giả bộ chị chọn Giang đi cho xong. Thì chị chọn Giang để rồi cho em về với Chung hả? Mời hai chị em về chỗ. Rồi. Trời đất ơi, tôi nói thiệt yêu nhau ra mặt luôn vậy hả? Ok, cơ hội tác hợp cho đôi trẻ. Hai đứa nghe anh nói nè nha. Cái gì cũng vậy, không có cái gì bằng gia đình hết. Cha mẹ mà đã chấp nhận thì đừng có lo gì hết. Hai đứa đám cưới đi anh, đi một cây nha. Một cây vàng ha anh. Một cây, ừ. Nghe biết cũng không dở. Không em ơi, chương trình này không có lưng chừng em ơi. Hay đó. Vậy em nghĩ hay là vậy. Hay. Xem thấy mặt bản hề quá à. Bản hề hước dễ sợ luôn á. Em thấy bản diễn xuất quá trời luôn. Đó, bị ép đó. Xong rồi em bị có đó chi phối nữa. Em quên coi bản hát sao luôn. Trời ơi. Em thì nhìn cái tướng bạn này rất là kiểu rất là nghệ sĩ. Đúng rồi, Khay nói đúng rồi, em theo Khay. Dạ đúng rồi. Không, tướng nghệ sĩ thì đây bốn người này ở cái mé bên đây ai dòm cũng có tướng nghệ sĩ hết trơn á. Nói gì, mới nói nghệ sĩ với bà số 1 đưa lên lại. Mỏi quá. Em thì thấy cái bạn này kiểu có cái sức hút hơn, tại vì không nhất thiết là phải quá cao hay là kiểu quá đẹp trai hay là gì đó, nhưng mà có một cái chất riêng. Đúng rồi, Khay nói đúng rồi. Bạn nó hát hay lắm á, em nghĩ vậy chắc chắn luôn. Trời, bình giật nhau ghê không? Đó. Coi Thành không ra gì. Người ta nói rồi, người ta ngồi đi như bức tượng trong chùa rồi, ta không ăn làm gì nó làm. Dạ anh Hành. Hai vợ chồng mày về ở nhau đi. Em vẫn còn nhớ cái mùa của em á, là lúc mà em chọn chị Huỳnh Tú á, là cũng cái nhân vật chị hóa trang trên sân khấu á, cũng rất là bí mật, nào là đội nón rồi này các kiểu. Thì hôm nay trong đây em thấy chỉ có một bài này là đội nón thôi, là bí hiểm nhất. Thì đúng em rồi. Nghĩ là bài này sẽ hay. Đúng rồi. Sẽ hát hay. Con này nó yêu thương vô ghi vậy sợ.
Thằng này nói gì nó cũng đúng đi. Thôi măng khoa nó đúng rồi đó. Mà các bạn đem mất kiến em nghĩ cũng hay đó. Nói chung ai đem mất kiến đội nó là hay hết đó. Và đứng cái góc mặt nghiêng nữa thấy không? Đúng rồi đó. Hiểu nghe. Không? Chạy đi lên chịu trách nhiệm ông ta cái đi lên chịu trách nhiệm với con người ta. Không yêu ai ngoài anh ấy. Thấy không? Anh dạ. Không yêu em ngoài bây đâu giờ mà. Mới biết cái lý do mà nạn bé nó cọc là do ông cây trần. Làm cái gì con người ta để bây giờ người ta nói như vậy? Em ơi, có một câu hỏi mà toàn thể khán giả đang xem truyền hình muốn biết nè. Bài gì vậy? Đây anh muốn hỏi ai hát bài này vậy? Chị Võ Ái Vân. Võ Ái Trâm hả? Em tưởng đâu hỏi là em muốn được ở lại tới vòng cuối để em song ca với lại chị Võ Hà Trâm nhưng mà không thành. Trời ơi. Cô phần thì anh ở cái em. Tại vì em đến tham gia chương trình chủ yếu là em lấy lại cái làn da trắng của em. Chú Hành biết vì sao không? Tại vì nụ cười tỏa nắng của anh Khoa đã lấy đi làn da trắng nõn nà của em rồi. Anh ơi, cái chương trình gì mà lúc lên Khoa ơi, anh lên Khoa ơi. Đứng chưa nè, đứng chưa nè. Anh không ngờ một người răng vàng như anh mà có nụ cười tỏa nắng. Thì nắng vàng đó em. Nắng vàng. Trời ơi, hai đứa đẹp đôi quá. Công nhận chồng. Em, nhiêu tuổi? Dạ, con 17 tuổi. Đi về. Em chưa 18, chưa đủ, đi về. Bây giờ là em thích mặt Văn Khoa thiệt phải không? Dạ không, thật ra thì em thích cây trần hơn là mặt Văn Khoa. Em thích cây trần phải bước qua sát chết bên kia. Rồi, ai đấy? Anh không cần biết là đối tượng sắp tới của em là như thế nào. Nếu trai anh giới thiệu anh Đức, gái anh giới thiệu chị Lê Giang. Có gì hãy liên hệ anh, ok? Em có hai người bạn, em đi làm mai suốt luôn. Vẫn chưa thành công em à. Nếu hôm nay thành công nữa, anh sẽ giới thiệu em Harry Lou với Lê Thúy. Anh ơi, em có chồng rồi, em đừng. Có chồng luôn em hả? Em có chồng rồi, em ơi, đừng. Chồng rồi. Lê Thúy có chồng lâu rồi bà Thành. Bé này nó bỏ cuộc chơi sớm quá. Lou phải không? Rồi, mời em. À, anh Harry Lou có biết là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là Armstrong. Dạ. Còn anh là người đầu tiên đặt chân vào trái tim của em. Trời ơi, người ta một cái gì? Nói gì đi Harry? Hết điều rồi. Vài phút cộng vấn. Em nói vậy có nghĩa là sao? Chỉ cần nhìn anh Harry Lou thôi là trái tim em như loạn nhịp đó. Ủa kỳ vậy Thành? Sao phỏng vấn có người còn người kia em bỏ quên vậy? Không. Còn ý kiến của em sao khi nghe ta nói vậy nè? Nói chị nên làm. Hành động đi em. Ôm người ta một cái đi. Trời ơi. Thấy không? Gentleman là chị nói không là. Em ơi, ôm người ta một cái để cho. Trời ơi. Cái gì vậy Thành? Anh ơi. Rồi, cảm ơn em, về chỗ đi. Em không ơi, mà cũng say something lời với quá cô mà đi. Phải không em? Say something với người ta đi, nói chuyện gì với người ta đi, người ta thương mình quá mà. Anh có muốn nói gì với em? Đó. Ta nói gì kìa. Say something. Tự nhiên em thấy em ngại hơn bạn này. Bối rối quá kìa. Tại vì anh Harry Lou em biết ảnh, tại vì lúc nào ảnh bối rối là anh không có nói gì được hết á. Trời ơi, đúng mức đó luôn á. Xin phép em nha. Dạ. Hơi tế nhị xíu. Em biết hồi đó anh Harry Lou có bị một cái tai nạn đúng không? Dạ em biết ạ. Rất là ai cũng lo hết là tại vì Harry là rất đẹp trai. Nhưng mà anh nói ví dụ. Ví dụ thôi. Khi mà anh bình phục anh không còn đẹp nhưng cái ngày đầu tiên em gặp ảnh, em có thích ảnh không? Dạ không ạ. Tại vì không biết là em nói là Em chưa trả lời. Em trả lời làm hết. Bé chưa nói hết, đừng hiểu lầm đi bé đó. Em không biết người khác như thế nào nhưng mà em thì em không có quan trọng về cái vẻ bề ngoài. Tại vì khi mà em thích ảnh thì em thích cái con người ảnh rất là hiền từ, rất là điềm đạm. Giống như là ảnh đang đứng ở đây nè. Thực sự em đứng ở đây thì em thấy anh vẫn rất là đẹp trai, vẫn rất là như ngày nào. Em thích ảnh là vì con người ảnh chứ không phải là vì vẻ bề ngoài của anh. Trời ơi, bé mới 19 tuổi thôi mà nó sâu sắc, nó chín chắn vậy đó. Đây gọi là yêu nè Phúc. Yêu là như thế, cảm ơn em. Thôi được rồi, ra sau chương trình thì mình có thể mình liên hệ với nhau. Xin Facebook, xin số điện thoại vậy đó cũng được. Cảm ơn Harry Lou. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Hay quá. Ôm nhau. Ôm nhau chứ gì. Em muốn hôn nhau luôn không? Họ sinh ra là để cho nhau. Đẹp đôi ơi là đẹp đôi luôn. Đây có thể xem như là một cái màn song ca đẹp nhất
trong chương trình Vòng Mãi Vòng Mai của chúng ta mùa này. Phù thủy ơi, phù thủy ơi, phù thủy có thể biến Eric thành của em được không? Nhạc hợp lý nhất. Tên 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 tên. Hát sao hay dữ vậy ta? Hai đứa đẹp đẽ long lanh. Trời ơi, đám cưới đi. Eric, em thấy thế nào khi em xong ca cùng bạn ấy? Đỏ mặt kìa. Không, em có đỏ đâu. Thật ra hôm nay em rất là vui bởi vì cuối cùng thì cũng tìm được cả em và cả anh Đức Phúc đều tìm được người hát hát chung hợp. Hát hay. Đây, hỏi An Duy. Hồi nãy lúc em đứng trên kia em có trộm nhìn Eric không? Có vài lần. Nhưng mà vì sao? Ở đây bao nhiêu con người mà em chỉ dòm mình Eric không nhìn em một lần nào cả. Từ nãy giờ mình chưa nghe nhân vật chính nói. Em phải nói một cái gì đó để người ta cảm thấy là ờ có cơ hội làm bạn. Không, thật ra là anh Duy thì lại là bạn tiếp, lại là bạn đã bạn cũ, bạn cũ. Thật là không quen nhưng mà em lại là người hay xem những cái clip ở trên mạng. Thế tức là xem bạn này rồi. Cũng có nhận ra, cũng có nhận ra nhưng mà thế mà lúc nãy còn giả vờ đoán dở với là đoán hay. Nói ngay từ đầu là hay rồi mà. Thôi được rồi, đừng có làm khó hai bạn ấy nữa. Những cái chuyện hậu trường để bạn ấy tự giải quyết. Không sao, chuyện hậu trường để kênh 14 giải quyết. Okay. Lớn cả rồi ha. Cảm ơn em Duy đã đến với chương trình ngày hôm nay và đã có một tiết mục thật hay và thật đẹp cùng với Eric. Còn bây giờ tất cả anh em. Không, bữa nay đẹp nha, bữa nay công nhận đẹp nha. Minh Hằng là người đến với chương trình lần đầu tiên nên nhường cho Quấy chọn đội trước ha. Em quyết định vậy. Em vì là lần đầu tiên tham gia nên là chắc là những nhận xét của em nó thiếu tinh tế lắm. Nên là em sẽ dùng hết lợi thế của mình để mấy anh tử tế với em chút xíu. Nên là hai anh chọn trước được không? Thận muốn nói gì? Chứ em chọn được không ạ? Em chọn ai? Thì em chọn chị Hằng. Tại sao? Tại chị Hằng đẹp quá. Với lại em nghĩ là chị Hằng đi với em cũng xứng lắm á. À không em ơi. Chị có coi phim chị để nấu cơm cho em không? Có, chị có coi phim. Dạ, đó. Em mời chị về nấu cơm cho em ăn. Trời quá trời. Em dẫn anh về nấu cháo đi. Nãy ai cũng không có bình chọn anh á, có em bình chọn anh. Tại vì em tìm ra một điểm chung giữa hai tụi mình. Bộ đồ giống nào á. Là điểm vừa rồi đó. Đúng rồi đó, cái điểm mà mình hát quạt thông á. Chọn hai tụi mình y chang với nhau luôn. Giống như gu em luôn hả? Gu. Đẹp trai nhảy được quá mà ca lạ em á. Nhưng mà em nghĩ bạn này cải thiện được mà. Em cải tạo được không? Em cải tạo luôn anh. Em có cần người để cải tạo không? Tụi anh có nhiều lắm. Em giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Chí Bảo, hiện tại em đang là vũ công tại vũ đoàn em khai ạ. Vũ công thôi. Em khai hả? Vũ đoàn cái ho rồi thấy có gì vậy đó. Công nhân đây về rồi vậy. Hàng chi ra nhảy bứt luôn hai bé kia. Bữa nay vui lắm phải không? Đúng không? Bữa nay vui lắm không? Em cũng rất thích được đứng trên sân khấu, em không theo nghiệp hát được nên em theo nghề dạy vũ công ạ. Không em ơi, em nhảy rất đẹp, em nhảy rất là vô nhịp, rất là nhìn rất là đã mắt luôn á. Đẹp trai được. Ngon. Quá sáng sủa luôn đó. Rồi, nhảy tiếp nha em nhé. Cảm ơn em. Bao nhiêu tuổi rồi? Em nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 25 rồi. Nhỏ hơn em rồi. Lái bay rồi Tú. Em có bằng lái rồi. Có bằng lái hả? Từ từ tiếp tục lái đi em nha. Em cảm ơn mọi người. Anh Quân ơi, chị em hỏi một câu được không? Rồi đó. Rồi xuống đi. Thôi em tới. Em tới. À mày câu này tới xuống. Tới đây, tới đây. Xuống đây. Hồi nãy á, cái phần trình diễn của em là bài Đen Đá Không Đường, anh có thích không ạ? Đen Đá Không Đường anh rất thích. Còn em thì thích anh. Phi em đá. Dạ. Anh đề nghị em dọn nhà đi Quy. Ủa sao vậy anh? Em ở quận nào cái em loại người ta quận đó hả? Em nói từ đầu mà, em có mắt tin người lắm. Em nhìn là biết hát hay em loại liền. Ở Lộc. Cáo trở. Bé nó hát hay như vậy, giọng nó lạ như vậy. Tại mặt bé. Mặt bé sao? Mặt bé muốn khóc quá. Tại bà ngưng. Bé anh chị, loại người ta bây giờ người ta mới muốn khóc. Đúng nè. Em ơi, từ đó tới giờ em có thích Ngô Kiến Quy không? Dạ em thích anh Thỏ Đen. Anh Thỏ Đen là nó đó. Bớt thích lại giùm anh. Nghĩ thích luôn chứ bớt thích gì. Em giới thiệu về mình đi nào. Dạ em xin chào mọi người đang có mặt tại trường quay hiện nay và các anh chị ban giám khảo ạ. Em tên là Lưu Bảo Vy, hiện tại em là sinh viên và em rất có duyên. Trời đất ơi, trời. Thấy chưa, bé nó dễ thương rồi. Ai chỉ em hát cái voice đó vậy hay là cái voice thì của em nó là gì? Dạ, cái giọng của em nó vậy, em hát được nhiều thể loại đó không anh? Em nhìn lại biết hát hay vậy rồi. Vậy sao để chọn ta?
Đang thi phải về ông thi. Thì đó. À, anh Quân Huy ơi, chị hỏi một câu được không? Rồi đó. Rồi xuống đi. Thôi em tới. Em. Rồi, em tới. À mày coi này, xuống đây, tới đây. Xuống đây anh. À, hồi nãy á, cái phần trình diễn của em là bài Đen Đá Không Đường, anh có thích không ạ? Đen Đá Không Đường anh rất thích. Còn em thì thích anh. Vì em đã anh mình mà vẫn yêu à. Anh nghĩa mình đổi được chơi được không? Sao? Yêu dại khờ quá, yêu dại khờ. Anh Quy, Quy, em một câu thơ dành tặng cho anh. Đọc. Anh đã chọn số 6, anh có sợ quả báo không anh? Em cũng theo anh mà. Huy, dạ. Đi về chỗ ngồi con. Dây déo, gieo dắt tình cảm thừa lưa hà. Ba ơi, phụ huynh trừng phạt mà còn nói sai văn nữa. Gieo rắc nói dây déo. Dây déo. Phụ huynh giận. Phụ huynh nói lẹo lử. Thôi em ơi, về Nha Trang tiếp tục ôn thi em nghe. Tạm biệt em gái tại đây. Đồ ngốc, cái gì? Cay đắng, không dám nhìn, ngày xưa bỏ rơi người ta. À, có chừng là bạn gái cũ, có chừng là bạn gái cũ. Nãy giờ là mọi người đang nói về em rất là nhiều. Em hãy kể, chia sẻ cho mọi người nghe được không? Em nói tất cả đi. Dạ, thật ra thì là đúng là em với Jin có học chung trường. Chung trường cũng lớp. Và là ngày xưa là Jin đã là một người rất là nổi bật ở trong trường rồi ạ. Nó làm gì mà nổi bật em? Đúng rồi, đúng rồi. Hay bị phạt hả? Hay gì? Dạ, hát hay và đẹp trai. Thôi mà. Hồi xưa nổi bật chỉ có là một là hát hay đẹp trai, còn ngoài ra lý do nữa là học ngu thôi. Bây giờ em giới thiệu cho mọi người biết về mình nha. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả cũng như là tất cả các anh chị em nghệ sĩ ngày hôm nay ạ. Thì là em tên là Nguyễn Đặng Huyền Nga và hiện tại em đang là ca sĩ tự do ạ. Hai người lúc hồi học chung với nhau là có chơi với nhau đúng không? Dạ. Xong chương trình này còn chơi nữa không? Chơi chứ, tại vì Jin là một người từ khi đi học đã là một người rất là dễ thương rồi chị. Đó, thấy chưa? Cảm ơn Nga rất nhiều. Không, cái này thiệt, bạn em thiệt, em xưa bạn em sao là bạn nói đúng y chang vậy luôn á. Trời ơi, giống như là mấy lần mà Jin đứng trước cửa nhà nè, Nga đi với người yêu đi ngang qua còn hello nhau nữa, nhớ không? Mà người ta đi người yêu, hello làm gì? Ủa? À, người yêu của bạn đó cũng là bạn của em luôn. À, tình tới ba. Có khi nào Jin là cái người mà thương thầm cô này không? Đơn giản trả lời yes thôi no. Có hay không vậy thôi? Không, ngày xưa em rất là quý, nghĩa là bạn có giọng hát cao lắm. Em yes or no? Có hoặc không thôi. Cái này là yes or no. Em ngưỡng mộ Nga là tại Nga. Chưa vô cái chủ đề chính. Anh hỏi một câu để cho em dễ trả lời hơn nè. Ok, đã bao giờ em thương thầm bạn trai của bạn này chưa? Lúc nếu mà nói vậy thì có, nghĩa là em thân với bạn trai của Nga hơn. Là có hả? Em thân với bạn trai của Nga hơn đúng không Nga? Dạ, đó Nga xác nhận luôn kìa. Cái này là bạn tôi em cũng không chừa hả? Dạ không, em thân với bạn trai của Nga thôi. Cái này bạn ai? Thôi, được rồi. Hôm nay cũng vui khi gặp lại người bạn cũ của mình đúng không? Dạ không. Không vui luôn á mà. Không vui mà vui gì á. Rồi ôm nhau cái chào tạm biệt. Đúng rồi. Mình đừng có khai thác sâu câu chuyện này nữa. Lỗi Nga nha. Cảm ơn Nga, cảm ơn em đã đến với chương trình.